Bột 2, 6, 7 Ly, 6, 2 Alo, xin chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh của Audio Tàu Nguyễn. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với bàn mixer Yamaha M10, một dòng mixer cao cấp mà từ lâu đã được rất nhiều các anh chị và các bạn chúng ta quan tâm. Và Audio Tàu Nguyễn là một đơn vị đại lý độc quyền tại Việt Nam, phân phối trên toàn quốc tại Việt Nam. Hiện tại thì bên em có rất nhiều cơ sở, có rất nhiều đại lý cũng đang kinh doanh về sản phẩm này. Và quý anh chị và các bạn cứ an tâm, tất cả các hệ thống trên Audio Tàu Nguyễn đều cùng một giá hết. Anh chị các bạn nào ở gần đại lý nào, chúng ta có thể đến trực tiếp đại lý đó và test âm thanh, hoặc là đặt mua sản phẩm, hoặc là mua qua online, thì bên em sẽ có những chính sách hướng dẫn cụ thể cho anh chị các bạn sử dụng một cách an tâm và hiệu quả nhất ha. Rồi bây giờ bàn mixer này hôm nay thì bên em cũng test cho một vị khách đến từ miền Tây. Anh đặt mua bàn mixer này về để sử dụng cho dàn âm thanh nhạc sống, âm thanh sự kiện ở miền Tây. Thì anh chị các bạn cũng biết, đối với bàn mixer Yamaha M10 này thì chúng ta có thể sử dụng được đa chức năng. Ví dụ như là kết nối dàn âm thanh karaoke gia đình, âm thanh nhạc sống, lưu động ngoài trời, âm thanh sự kiện vân vân, tất cả đều được. Và đặc biệt là anh chị em có thể dùng để hát livestream thu âm trên điện thoại, trên Facebook, giao lưu với mọi người cũng rất là ok luôn đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng để hát livestream và thu âm ghi âm trên Facebook thì nó lại phí một cái bộ trọn bộ, nó thì nó hơi nhiều tiền hơn những cái bộ livestream khác ha. Nhưng mà đổi ngược lại thì nó rất là nhiều hiệu ứng để cho anh em lựa chọn, reverb, echo, delay, và lực của nó rất là mạnh khi chúng ta hát livestream. Rồi ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những chế độ của nó. Nói đầu tiên, nói về chế độ hiệu ứng echo, reverb, delay, nó tới 99 chế độ và hiệu ứng của nó rất là sâu và rất là lực. Anh em nghe thử, đây là chế độ reverb. Em đang tăng chế độ rất là thấp. Ở đây em để 10 giờ, ở đây em để 12 giờ. Và cái độ dài em chỉ để là 10 giờ thôi, em chưa tăng lên cao. Mà bây giờ em để đẩy đường tổng mọi người nghe ha. 1, 2, 6, 7, lý, 6. Đó, reverb nó rất là mạnh luôn và rất là tròn tiếng, chứ nó không phải là nó sèn sèn. Nhưng những dòng mà thấp. Đó, cái con M10 này giá nó không cao lắm. Giá tại cửa hàng 4.300.000 đồng trên toàn tất cả các đại lý của Audio Toàn Nguyễn ha. Giá tại cửa hàng anh em lưu ý giùm em nha. Đó là chỉ bàn mixer thôi, chưa có micro, chưa có loa gì đâu. Khổ lắm, có nhiều bác cứ thấy em đăng cái này lên là cứ hỏi bàn mixer bao nhiêu, em báo giá xong rồi cái bác rồi bác hỏi là loa mấy tấc, rồi micro gì, cục đẩy gì. Trời ơi, bàn mixer có 4.300.000 mà bác đòi luôn cả loa, luôn cục đẩy, luôn cả đó này kia, tắt tần tật nguyên một dàn hát, chắc em bán nhà quá. Rồi cảm ơn mọi người ha. Rồi đây là chế độ reverb. Tiếp nữa em sẽ chọn chế độ 43 là chế độ echo delay. Mọi người nghe nha, nó rất là mịn luôn và rất là nhiều. 1, 2, 6, 7, 6. Đó, đó. Tiếp nữa là chế độ reverb trộn delay. Đây là những cái con số căn bản thôi, nhưng mà nó 99 con số, anh chị em có thể tùy chọn chế độ nào mà chúng ta cảm thấy vừa ý, hài lòng nhé. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok, đó. Cái điểm thứ hai là chế độ kết nối Bluetooth. Anh chị em có thể kết nối nhạc bằng Bluetooth, hoặc là bằng dây, bằng máy tính, bằng TV, hay là những thiết bị nào đó kết nối nhạc qua ha. Bluetooth thì nó rất là đơn giản. Bên em có những cái clip hướng dẫn cụ thể toàn phần để cho anh em xem. Em hướng dẫn rất là dễ, anh em chỉ nhìn thì làm theo từng bước một là nó sẽ nắm bắt được thôi, một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, không bao giờ bị sai. Đó, bằng chứng là khách của em rất là nhiều, cả mấy trăm ngàn khách rồi, mấy năm nay chưa có anh em nào mà chưa nhìn cái clip mà không biết hướng dẫn. Cái quyền lợi của anh em khi mua hàng tại Audio Toàn Nguyễn, thứ nhất là nếu anh chị em nào ở gần những cái điểm đại lý nào, chúng ta đến trực tiếp test sản phẩm, vừa ý chúng ta mua, không vừa ý thôi. Thứ hai là chúng ta được anh em kỹ thuật hướng dẫn cụ thể những tất cả những dòng mixer M, chẳng hạn như Yamaha M10, M11, M9, M8, M4 gì đó vân vân, mà anh chị em nào cảm thấy
nó phù hợp với cái dàn âm thanh của mình, được tư vấn cảm thấy hợp thì chúng ta mua những cái sản phẩm đó thôi. Có thể là dàn âm thanh chúng ta nhỏ, chúng ta mua những bàn mixer nhỏ tiền hơn nó sẽ hay hơn, chứ không phải là bàn mixer lớn mà gắn dàn nhỏ nó hay, nó không hay đâu, nó không phù hợp, nó sẽ không hay đó. Em nói chia sẻ một cách chân tình. Cái thứ ba nữa là khi anh chị em mua hàng qua online ở xa thì anh em sẽ được test trực tiếp như thế này, để cho chúng ta tham khảo cái sản phẩm, chúng ta âm thanh chúng ta cảm thấy nó có hay hay không, nó có vừa ý mình hay không, và qua hình ảnh, qua clip test. Và khi anh em nhận hàng thì anh em gọi cho bên bộ phận kỹ thuật bên em qua Zalo hoặc là qua Facebook, qua điện thoại để được hướng dẫn cách lắp đặt, cách cân chỉnh sao cho một cách hiệu quả nhất và cụ thể nhất để chúng ta cân chỉnh cho nó hài hòa nhất đối với cái dàn âm thanh của chúng ta ha. Đó là anh em không cần phải lo, nếu đối với những trường hợp anh em ở xa thì chúng ta cũng không cần phải lo, không cần phải ngại về vấn đề mua qua ở xa đó. Bên đơn vị của Audio Toàn Nguyễn luôn phục vụ cho quý anh chị các bạn về những cái điều kiện này đó. Về cái Bluetooth thì nó cũng đơn giản lắm, cách kết nối của nó. Đầu tiên chúng ta muốn lấy nhạc bằng Bluetooth thì chúng ta phải ấn cái nút này xuống ha. Ở ngay cái đầu gain đầu tiên này là nó có cái nút trắng, chúng ta ấn xuống, xong rồi chúng ta mở Bluetooth trên cái màn hình này bằng cách là đầu tiên anh chị em ấn cái nút play dưới này, xong rồi chúng ta ấn cái nút kế một cái, quay ngược ấn play cái là Bluetooth nó hiện lên, và chúng ta sẽ mở điện Bluetooth trên điện thoại để kết nối với cái dàn âm thanh, để kết nối với âm thanh bên đây và tăng âm lượng lớn nhất trên điện thoại. Xong rồi chúng ta sẽ cân chỉnh cái đường âm thanh ở đây đó, cân chỉnh ở đây lớn nhỏ và chép trung bass cho nhạc ở đây, rất là dễ luôn đó, cách kết nối Bluetooth. Nếu anh chị các bạn không kết nối Bluetooth thì chúng ta có thể kết nối dây bằng hai cổng này, bằng hai cổng này hoặc hai cổng này, nó tùy anh chị. Ví dụ anh chị kết nối bằng hai đường này thì chúng ta cân chỉnh hai đường này đó, kết nối đường nào chúng ta chỉnh cái fader của cái đường đó, thế là xong. Chỉnh chép trung bass cũng nằm trên đường này luôn, thì chúng ta chỉnh, khi chúng ta chỉnh bằng cái đường này thì chúng ta có đi một line thôi, nó mono nó sẽ ra hai đường, và ở đây thì chúng ta chỉnh được hai đường, cân chỉnh hai đường thì nó sẽ hay hơn chút nữa ha. Đó là cách đường chỉnh nhạc. Cái thứ hai nữa là cái đường chỉnh mic. Ở đây là anh chị em nên sử dụng mic bằng đường cổng Canon. Vì sao? Vì đường Canon nó là cộng 20 và 6 ly nó trừ 20, nó sẽ nhỏ hơn, và AV thì nó sẽ trừ đi 40, nó nhỏ nữa. Vì vậy chúng ta sử dụng đường Canon cho tiếng nó chắc, nó đầy. Rồi nếu sử dụng Canon giống như em đây, anh chị em cái gain đầu tiên anh chị em sẽ xuống hết, chỉnh như em đi ha, em hướng dẫn chỉnh như em thôi. Rồi tiếp nữa, cái nút EQ này chúng ta cho nó 11 giờ, nút này cho 11 giờ, này cho 11 giờ, cho 11 giờ. Còn hai cái nút này chúng ta không có dùng áp phách rồi, chúng ta tắt nó đi. Nó là ốc 1, ốc 2. Chúng ta đang sử dụng áp phách của ốc 3. Đó, cho mấy cái này cho nó xuống hết đi ha. Cái đường nào chúng ta không sử dụng micro thì chúng ta tắt ego luôn, tắt hết 3 nút. Rồi, còn ở cái nút cuối cùng này là ba lăng ở giữa nha, không dặn qua trái, không dặn qua phải, dặn ở 12 giờ hết giùm em. Đó. Rồi tới nút eco thì chúng ta, cái nút eco này, cái nút hiệu ứng là chúng ta cho nó 12 giờ. Cho 12 giờ. Tất cả nút màu vàng này đều là hiệu ứng hết. Rồi ở đây anh chị em cho 10 giờ hoặc 11 giờ nha. Rồi ở đây chúng ta tăng giảm lớn nhỏ này thôi. Và chọn chế độ. Thí dụ anh chị em muốn chọn chế độ eco đi, anh dặn qua chế độ số 43 là anh chị em sẽ thấy đèn nó chớp là nó chưa vào, chúng ta ấn xuống cái là echo nó vô, 1 2 6 7 8. Đó, rất là đơn giản và dễ sử dụng. Rồi ở đây nó có hai đường ra, một main, một là đường ra main và một là đường ra sub. Thì anh chị em chúng ta lưu ý giùm em, thông thường thì chúng ta sử dụng đường nhạc, đường mic trên đây full đây là đường main, là anh sử dụng đường cổng Canon đi ra âm ly hoặc là ra đại cục đẩy hoặc là vang số hoặc là nâng tiếng gì đó vân vân. Ở đây cũng có cổng 6 ly out ra, nhưng tuy nhiên anh chị em cứ nên chọn ra đường Canon, nó cái tiếng nó lực hơn và mạnh hơn, dày và đầy hơn là 6 ly giống như em nói lúc khi nãy ha. Đó ra đường main. Còn nếu anh chị muốn ra đường sub, đây nó có cổng 6 ly đây ra đường sub đó. Tuy nhiên là chúng ta có thể chọn cùng lúc hai đường, là ở đây nó có nút sub và main, chúng ta ấn xuống chúng ta chọn, chỉ trừ ra duy nhất cái đường hiệu ứng này chúng ta chọn một thôi. Ở đây nó có hai nút đỏ này, tất cả đều có hai nút đỏ hết. Chúng ta chọn main hoặc sub thì anh chị em nên chọn nút main hoặc là nút sub thôi.
Tại vì Eco Reverb ở đây hiệu ứng này rất là sâu và rất sáng luôn, mà chọn hai cái thì nó nhiều quá là nó thành dơ đó. Còn ở tất cả những cái đường này anh chị chọn, ví dụ đường mid anh chị chọn vừa main vừa shop thì ta ấn hai cái xuống hết. Quan trọng là nếu anh chị không biết tất cả các đường này, chúng ta ấn hai nút màu đỏ xuống hết ha, để chúng ta muốn đi ra đường nào chúng ta ra đường nào nó cũng có tiếng hết đó. Rất là đơn giản và rất dễ sử dụng nếu như anh chị chúng ta chịu khó chú ý ha. Đó, rất là đơn giản luôn. Sâu bì hay đó, 95 96 hay sâu. Bóng dưới trăng sao trả lại em con đường in bóng mát của ngày nào, trả lại em anh đen. Ok đó, nghe tiếng nó rất là sạch đúng không ạ? Rồi ok, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Anh em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại có để trên màn hình, và số đó cũng là Zalo luôn, cũng là Zalo và cũng là Facebook luôn bên em luôn nhé. Và địa chỉ bên em thì hiện tại bên em có trụ sở chính tại Bình Dương, số 394 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, số 1161 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì bên em còn thêm 3 cơ sở, một tại thành phố Tây Ninh, 2 tại Biên Hòa Đồng Nai, 3 là tại Trảng Bom Đồng Nai. Tất cả các hệ thống trên Audio Toàn Nguyễn đều cùng một giá hết. Giá tại cửa hàng của con mixer Yamaha M10 này, giá tại cửa hàng là 4.300.000 đồng. Đó, Audio Toàn Nguyễn là một đơn vị kinh doanh độc quyền những sản phẩm này tại Việt Nam, một đại lý độc quyền, và còn rất là nhiều những đại lý nhỏ ở phía dưới. Tuy nhiên tất cả đều giá như nhau hết. Còn những anh chị ở xa thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, cứ yên tâm, bên em sẽ có nhân viên hướng dẫn từ xa cho anh chị và các bạn, và có những cái clip test như thế này cho anh chị các bạn hài lòng trước khi mua hàng. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cho các anh chị và các bạn chúng ta có những sự lựa chọn hiệu quả nhất và hài lòng nhất ha. Và nhớ đừng quên luôn ủng hộ kênh của Audio Toàn Nguyễn và hệ thống Audio Toàn Nguyễn. Và chúng tôi sẽ luôn luôn khai thác những dòng sản phẩm mới nhất và hay nhất để phục vụ cho quý bà con cô bác. Một lần nữa cảm ơn các chị và các bạn rất là nhiều nhé.